Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay thứ ba, 9 tháng 7 năm 2024. Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Giá nhà tại LA và quận Cam cao gấp 10 lần thu nhập theo nghiên cứu của Harvard. Bão Beryl ập vào Texas, hơn 2,7 triệu căn nhà bị cúp điện, 7 người thiệt mạng. TSA lập kỷ lục mới về an ninh sân bay trong một ngày với hơn 3 triệu hành khách. California sẽ áp đặt lệnh hạn chế nước vĩnh viễn đối với các thành phố và thị trấn. Bánh xe rơi ra khỏi máy bay của United Airlines khi cất cánh tại LAX. Xe lao xuống vịnh San Diego gần USS Midway liên quan tới vụ đâm người. Suy giảm tinh minh do thói quen đặt laptop trên đùi. Garden Grove, gia đình 5 người đi xe đạp bị tài xế nghi là DUI tông rồi bỏ chạy. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh YouTube Vin Channel. Vừa rồi là phần tin chính trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Giá nhà tại LA và quận Cam cao gấp 10 lần thu nhập theo nghiên cứu của Harvard. Một báo cáo mới từ Trung tâm Nghiên cứu Nhà chung của Đại học Harvard định lượng những khó khăn mà nhiều người phải đối mặt khi mua nhà ở Nam California. Một báo cáo mới từ trung tâm cho thấy rằng tại quận Los Angeles và quận Cam, giá nhà trung bình cao gấp khoảng 10 lần thu nhập trung bình theo báo cáo của Orange County Register. Ngay cả bên ngoài một số khu vực đắt đỏ ở Nam California, giá nhà vẫn tăng cao hơn mức trung bình toàn quốc, cao hơn thu nhập khoảng 5 lần. Báo cáo về tình hình nhà ở của quốc gia do trung tâm này công bố cho biết, giá nhà tại Inland Empire cao hơn thu nhập khoảng 6 lần. Bão Beryl đánh Texas, hơn 2,7 triệu căn nhà bị cúp điện, 7 người thiệt mạng. Tin từ Houston, Texas, trận mưa như chút nước, gió rít liên hồi của cơn bão Beryl khiến cho ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 2,7 triệu căn nhà vẫn chưa có điện vào tối thứ Hai, 8 tháng 7. Theo PowerOutage.us, các hải cảng dầu hỏa đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy. Ở quận Montgomery, có ít nhất 3 người thiệt mạng liên quan tới bão. Tại New Caney, một người đàn ông đang lái xe thì có một cây đổ xuống làm ông tử vong. Thêm 2 người vô gia cư cũng bị cây đè tới chết khi đang trú trong lều. Ít nhất 4 người thiệt mạng ở quận Harris, một người đàn ông 53 tuổi ở Humboldt và một người phụ nữ 74 tuổi ở Spring thiệt mạng do cây đổ đè trúng nhà. Một người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn do sét đánh. Thị trưởng John Quismore của Houston thông báo, Sở Cảnh sát Houston cho hay một nhân viên văn phòng đang trên đường tới công sở thì xe chìm trong nước lũ và đã thiệt mạng. Cơn bão Beryl khởi đầu sớm trong mùa bão ở cấp 5. Yếu dần khi tiến vào đất liền nhưng vẫn mang theo mưa to gió lớn, nguy hiểm cho Houston và vùng phụ cận. Trung tâm Bão lốc Quốc gia NSC cho biết, tới chiều thứ Hai, cơn bão đã đẻ ra 2 cơn lốc xoáy lớn và nguy hiểm biên giới Texas và Louisiana. Sở Khí tượng Quốc gia NWS cho hay, Thị trưởng Houston John Whitmire, trong cuộc họp báo buổi sáng, khuyên mọi người nên trú ẩn tại chỗ. Ông cho biết khắp thành phố nước ngập lên tới 10 inch, gió mạnh hơn 74 dặm một giờ, đánh vào bờ biển Texas. Từng cơn gió giật ở Freeport, đo được vận tốc lên tới 74 dặm một giờ. Sức gió mạnh hơn ở trên cao so với mặt đất, nên Sở Khí tượng Quốc gia NWS khuyến cáo những ai ở các tòa nhà cao tầng không nên đi ra ngoài ban công và tránh xa cửa sổ. Gần 80% các chuyến bay ở phi trường George Bush Intercontinental Airport và 60% chuyến bay ở William P. Hoppy Airport tại Houston đã hủy vào sáng thứ Hai, theo FlyAware. TSA lập kỷ lục mới về an ninh sân bay trong một ngày với hơn 3 triệu hành khách. Lượng lớn khách du lịch ở Hoa Kỳ đi qua an ninh sân bay sau chuyến đi nghỉ lễ 4 tháng 7 để giúp cho Cục An ninh Giao thông lập kỷ lục mới về kiểm tra an ninh trong một ngày. Vào Chủ nhật 7 tháng 7, các nhân viên TSA đã kiểm tra hơn 3.013.413 người tại các trạm kiểm soát trên toàn quốc, vượt qua kỷ lục trước đó là 2.990.000 người được thiết lập vào ngày 23 tháng 6 năm 2024.
cơ quan này thông báo vào thứ Hai. Nhiều người đi máy bay trong cùng một ngày vào Chủ nhật tại Hoa Kỳ hơn bất kỳ ngày nào khác trong lịch sử, kể từ khi TSA được thành lập vào tháng 11 năm 2001. Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas ca ngợi công việc của cơ quan này là một thành tựu phi thường trong thông điệp chúc mừng vào hôm thứ Hai. Khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục tăng vọt với tốc độ phá kỷ lục mà Mayorkas cho biết dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới, ông đã thúc giục các nhà lập pháp xem xét mức lương cho các đại lý. Điều bắt buộc là Quốc hội phải đảm bảo công bằng về tiền lương cho TSA một cách lâu dài. Ông nói, đó là điều thông minh cần làm đối với tất cả những ai phụ thuộc vào TSA để giữ cho bầu trời và đất nước chúng ta an toàn, và đó là điều đúng đắn cần làm đối với những công chức tuyệt vời này. Ông nói thêm, trong nhiều thập kỷ, các nhân viên TSA nhận được mức lương thấp hơn so với các đồng nghiệp trong chính phủ. Trích dẫn rằng năm ngoái, khi hợp tác với Quốc hội, DHS đã đảm bảo công bằng trong việc trả lương đã quá hạn từ lâu, mà ông cho biết đã giúp cắt giảm một nửa tình trạng hao hụt nhân lực của TSA, cũng như tăng tỷ lệ tuyển dụng, cải thiện tinh thần và sự hài lòng trong công việc trên toàn công ty. California sẽ áp đặt lệnh hạn chế nước vĩnh viễn đối với các thành phố và thị trấn. California sẽ áp dụng lệnh hạn chế sử dụng vĩnh viễn lần đầu tiên trong lịch sử khi Hội đồng Kiểm soát Tài nguyên nước của tiểu bang này chấp thuận một chính sách đã được tranh luận từ lâu. Chính sách này được gọi là biến bảo tồn thành lối sống của California, nhằm mục đích giảm vĩnh viễn việc sử dụng nước trên toàn tiểu bang để tình trạng thiếu nước trong thời gian hạn hán không quá nghiêm trọng. Chính sách mới được thúc đẩy bởi luật do cựu tổng thống Jerry Brown ký vào năm 2018. Các nhà cung cấp nước bán lẻ, không phải hộ gia đình hoặc doanh nghiệp riêng lẻ, hiện sẽ được yêu cầu giảm lượng nước sử dụng gần 30% trong 15 năm tới. Các nhà cung cấp không tuân thủ các hướng dẫn mới sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt $10,000 mỗi ngày. Các đơn vị cung cấp nước sẽ phải tìm cách khuyến khích khách hàng giảm lượng nước sử dụng, chẳng hạn như áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc khuyến khích sử dụng các thiết bị có lưu lượng nước thấp. Các quy định mới dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Đợt cắt giảm đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2027. Không có gì ngạc nhiên khi một số cơ quan quản lý nước đã chỉ trích chính sách này, trong khi một số nhóm môi trường bày tỏ rằng tỷ lệ giảm nước phải cao hơn. Bánh xe rơi ra khỏi máy bay của United Airlines khi cất cánh tại LAX. Một chiếc máy bay Boeing 757-200 của hãng United Airlines đã bị mất một bánh xe trong quá trình cất cánh tại sân bay quốc tế Los Angeles vào thứ Hai. Hãng hàng không này xác nhận chuyến bay 1101 của United chở 174 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn từ LAX đến Denver khởi hành ngay sau 7 giờ sáng. Người phát ngôn United Anusha Rasta cho biết bánh xe đã được thu hồi ở Los Angeles và chúng tôi đang điều tra nguyên nhân gây ra sự việc này. Theo FlyAware, máy bay phản lực đã hạ cánh an toàn tại Denver lúc 10 giờ 51 phút sáng giờ địa phương. Rasta cho biết không có thương vong nào trên máy bay hoặc trên mặt đất, nhưng không chia sẻ cụ thể vị trí tìm thấy bánh xe. Có 4 bánh xe ở mỗi bánh đáp chính và 2 bánh xe ở bánh đáp mũi. Vào tháng 3, một chiếc máy bay phản lực Boeing B-777-200 của United Airlines bay từ San Francisco đến Osaka, Nhật Bản, bị mất một bánh xe trong khi cất cánh và buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Los Angeles. Bánh xe đâm vào những chiếc xe trong bãi đậu xe của nhân viên sân bay. Xe lao xuống vịnh San Diego gần USS Midway liên quan tới vụ đâm người. Tin từ San Diego, California, theo đài NBC7 loan tin, một chiếc xe được kéo khỏi mặt nước ở vịnh San Diego sáng sớm thứ Hai ngày 8 tháng 7. Tài xế được nghi là có liên quan tới vụ đâm người trước đó ở La Jolla. Chiếc Honda Accord màu trắng được trục vớt gần bảo tàng Viện Hàng không Mẫu hạm USS Midway vào khoảng 5 giờ 30 sáng ở độ sâu 40 phút. Cảnh sát San Diego, người tài xế thiệt mạng trong tai nạn này, có liên quan tới vụ án trước đó ở khách sạn Short La Jolla Beach trên đường La Jolla Boulevard. Tại khách sạn, một người đàn ông đâm một người phụ nữ bị thương. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện, chưa rõ danh tính. Nghi can là một người đàn ông, có thể là một nhân viên tiếp tân tại khách sạn. Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi trình báo
có một chiếc xe lái qua cầu hải quân và rơi xuống vịnh San Diego. Nhân chứng kể lại, họ nghe tiếng xe chạy qua đường phố, vận tốc có thể lên đến 80 dặm một giờ trước khi lao xuống nước vào khoảng 12 giờ 35 phút sáng. Chiếc xe chìm từ từ và 10 phút sau thì ngập nước hoàn toàn. Thợ lặn vớt được thi thể người đàn ông đã tử vong trong xe khoảng 2 giờ 20 sáng. Cầu tàu được dùng làm bãi đậu xe cho bảo tàng viện USS Midway. Dịch vụ đậu xe không bị ảnh hưởng khi bảo tàng mở cửa vào lúc 10 giờ sáng. Suy giảm tinh minh do thói quen đặt laptop trên đùi. Chàng trai 26 tuổi thường đặt laptop trên đùi làm việc trong thời gian dài. Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng và chất lượng tinh trùng suy giảm. Ngày 22 tháng 6, bác sĩ Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health cho biết sau khi thay đổi thói quen không đặt laptop trên đùi, kết quả điều trị 3 tháng, tinh dịch đồ của bệnh nhân cải thiện về số lượng, tinh trùng di chuyển nhanh hơn. Có nhiều nguyên nhân khiến cho laptop trở thành thủ phạm, làm suy giảm tinh minh ở phái mạnh. Khi sử dụng trên đùi trong thời gian dài, nhiệt độ từ laptop có thể tăng đáng kể, từ đó ảnh hưởng đến tinh hoàn, nơi sản xuất tinh trùng. Nhiệt độ tinh hoàn cần duy trì ở mức thấp hơn so với nhiệt độ cơ thể, khoảng 1-2 độ C, để có thể sản xuất tinh trùng hiệu quả hơn. Khi tinh hoàn bị nóng quá, chất lượng và số lượng tinh minh có thể giảm đi và nguy cơ vô sinh sẽ cao. Ngoài ra, laptop phát ra sóng điện từ và khi sử dụng liên tục, người dùng có thể tiếp xúc với lượng sóng này trong thời gian dài, dù chưa có bằng chứng rõ ràng về việc sóng điện từ của laptop gây vô sinh. Nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc lâu dài với sóng này có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Các nhà nghiên cứu khuyến cáo nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nguồn phát sóng điện từ, bao gồm cả laptop. Bác sĩ Duy khuyến cáo để giảm nguy cơ vô sinh do sử dụng laptop, cần sử dụng bàn kê hoặc giá đỡ nhằm giữ thiết bị ở một vị trí an toàn hơn, tránh tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Đặt laptop cách xa cơ thể ít nhất là 20-30 cm. Ngồi thẳng lưng, giữ đúng tư thế để tránh gây áp lực trên cơ quan sinh dục và cải thiện lưu thông máu. Dành thời gian nghỉ ngơi sau mỗi 30-60 phút sử dụng laptop để giảm căng thẳng và mệt mỏi. Garden Girl, gia đình 5 người đi xe đạp bị tài xế nghi uống rượu, tông rồi bỏ chạy. Tin từ Garden Girl, California, giới chức địa phương công bố cho hay, 2 người lớn và 3 trẻ em trong cùng một gia đình phải vào bệnh viện, 3 người nguy kịch sau một vụ đụng xe rồi bỏ chạy tối Chủ nhật ngày 7 tháng 7 ở Garden Girl. Sở cứu hỏa quận Orange đáp ứng cuộc gọi khẩn cấp ở dãy số 12300 đường Hester Street, góc Twinland, khoảng 7 giờ rưỡi tối. Hai vợ chồng chạy xe đạp điện kéo theo 3 người con ngồi trong thùng phía sau và có một chiếc xe Toyota Camry màu đen đời 2003 đâm sầm vào họ rồi chạy mất dạng. Tất cả 5 nạn nhân được cứu thương khi đưa vào các trung tâm chấn thương gần đó. Người cha và 2 người con vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, theo Sở Cảnh sát Garden Grove. Theo nhân chứng tại chỗ kể với đài KNX, người cha bị đập đầu vào một chiếc xe bán tải đang đậu bên đường, rồi té xuống đất, liệm đi. Người mẹ vừa phải lay ông tỉnh dậy, vừa phải lo cho 3 người con. Bà giao một đứa bé đã ngất đi cho một người trong khu xóm ẵm giùm, trong khi nhờ 2 người khác giúp 2 đứa kia. Không lâu sau đó, nhờ có nhân chứng chỉ điểm, cảnh sát cho hay đã bắt được tài xế 29 tuổi từ Santa Ana, nghi là say rượu rồi lái xe. Cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 1 dặm. Dự báo thời tiết thứ ba, 9 tháng 7 năm 2024. Mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 49 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 8 giờ 04 phút tối. Khu vực có sương mù vào đầu giờ chiều, trời nắng vào buổi chiều, nhiệt độ cao nhất là 78 độ F. Gió Tây Nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ, độ ẩm 71% và chỉ số UV cho thấy 11 trên 11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 9 giờ 19 phút sáng và trăng lặn vào lúc 10 giờ 49 phút tối. Bầu trời nhiều mây vào đầu giờ chiều, sau đó trở nên có sương mù và ẩm ướt vào ban đêm. Nhiệt độ thấp gần 65 độ F, gió Nam Tây Nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ, độ ẩm 82% và chỉ số UV cho thấy 0 trên 11.
Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý cô chú, các anh chị và các bạn thấy chủ đề hôm nay thú vị, cho Vinh Channel xin một like và một subscribe. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, xin hãy đăng ký kênh để mỗi khi có video mới của Vinh Channel, quý vị sẽ là người được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ. Kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn quý vị và các bạn lại những video kế tiếp.